Ở chỗ đó anh ta ba đạn bắn gì nhóc giấu hết trơn hả chú? Là nó bỏ bơm đó. Dạ. Máy bay nó bỏ bơm B-52. Dạ. Đó, thế cái dội không chú? Chào quý anh chị cô chú. Thì mình có đi lên cái ông tượng, cái sân tiên đó, có hòn đá ông tượng đó. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới cái dồi của ông nè, dưới chân của ông cục đá ông tượng đó, thì cũng là cái đường rừng mọi người. Cây cối vợ mọc bích đường đi chứ. Ở trong này là nguyên một cái vườn xoài, có cái hòn đá. Ôi ôi, kìa cái dội ông tượng bên đó kìa chú hai. Chài xuống tuốt ngoài này luôn. Chút qua đó luôn. Chỗ này lên dốc. Lại lại lại. Ôi ôi, nguyên cái dội ông tượng hết biết xa luôn chú hai. Để con lên cái cục đá này con quay xem. Ông tượng, cái đầu ông tượng trên đó đó mọi người. Lại xuống tuốt ở dưới này luôn. Ở trên đó không có gì chú hai ơi. Có mình qua phía bên đây nè. Phía bên đây nó có đường đi nè chú hai. Trên đó đi được không? Có dấu đạn bắn hồi xưa mọi người. Dấu đạn bắn bấy nhảy hết trơn. Dấu đạn bắn hồi xưa bấy nhảy hết. Đây là nguyên một cái vườn xoài lâu năm mọi người. Dây leo chằng chịt. Rừng rú. Ở trong này cây, cái cây loại cây này là nhiều nhất. Không biết cây gì. Ông chú hai khóa đường đi. Ông không khóa được. Mình theo ông chú hai cũng được. Ý ở trên đó có mấy hòn đá cũng bự bự nữa chú hai. Ở cái cây này cây gì mà ở trong này nhiều quá hả chú hai? Cái cây này nè. Cái này cây gì? Không biết cây gì đâu. Dạ. Nè, cái này nè. Thì cây giống cái chỗ cái đường mình chạy nãy đó. Không biết cái gì mà ở đây mọc hết biết nhiều luôn rồi. Rồi đi qua cái chân ông tượng luôn. Ở bên đó hình như nó có cái dòng suối rồi chú hai. Không biết nữa. Quên rồi, lâu quá. Lâu quá quên rồi hả? Đó có ngày này. Giảm tôm lại. Giờ đi thăm lại kỷ niệm xưa. Hồi xưa là chú thường xuyên ở đây không hả chú hai? Lên xuống tối ngày vậy hả? Đi chặt củi chỗ này chỗ kia. Dạ, hồi đó chú đi chặt củi bán. Bây giờ già rồi sao gánh củi nổi nữa? Hết rồi. Hết gánh nổi rồi. Rồi còn gánh vườn xuống á. Dạ. Thì mới thấy người ta té, kẹt làm đường thôi gánh củi luôn. Cây này giống cây ngạnh quá chú hai. Không phải à. Dạ, nó có gai giống giống mà không phải nó. Cái cây này cái già khác. Dạ,
nó cây nó màu xanh. Dạ. Ôi ôi, cái giò của ông Tượng chài ra tới đây luôn. Còn cái dồi, cái dồi lúc ở dưới đó kìa mọi người ơi, cái dồi hết biết luôn rồi. Cái dồi tới đó đó ông chú hai. Còn cái giò ở đây. À, cái giò trước ông ở đây. Thấy không? Thấy cao không? Mình ở xa mình thấy nó thấp mà lại gần cả 100 mét cho anh. Cái hồi xưa người ta bắn cái gì á, đạn bắn cái gì bấy nhảy cái chỗ đó trơn đó chú hả? Cái đó máy là đạn á. Dạ. Nó bỏ bơm á. Dạ. Ôi ôi cái giò của ổng nè chú hai ơi. Ổng nằm đây ổng đợi thời cơ. Ôi dạ. Phải ép. Rồi lúc đó là chú để sợi dây xuống, dây đó là chú đi xuống đường này luôn nè hả chú? Ừ. Là chú theo cái giò của ổng đi xuống luôn. Ôi ôi. Xuống theo này luôn. Dạ. Là có nhựa dây hả chú? Có sợi dây. Kỳ cục lắm chú ơi, lúc đó chú như là không có biết sợ chết gì đó. Mà đi được bình thường luôn. Ừ. Bây giờ hết dám đi. Bây giờ chú hết dám đi luôn. Ôi ôi. Hòn đá lực lưỡng luôn mọi người ơi. Để mình lại gần mình quay cho mọi người xem nha. Ở trong này là rừng rú không à. Quay lại sau lưng. Nhìn không thấy đường đi. Đó, vô gần tới còn có vài mét nữa là tới cái chân rồi. Chừng méo chú hai quá bén. Hồi xưa là chú cũng dọn đường đi bằng cây méo này đó hả chú hai? Cái hai cái quéo lận mà một cái quéo là ai ăn cắp mất á. Dạ, vậy là mất hết cây. Con thấy người Khmer xài cây méo này nhiều quá chú hai. Đa số là người Việt, người Khmer vậy là ở trên núi xài cái quéo thôi. Dạ. Vậy dọn nó trúng cục đá, nó trúng chỗ cái quéo đó thôi. Dạ. Lại tới chân luôn nè mọi người, mà ở trong này cây cối nó quay không thấy nè. Nè cái chân ổng nè tới đây nè. Nhưng mà cái bàn chân vô tới cái dồi của ổng cỡ mười mấy mét. Ôi ôi chú hai leo lên luôn à. Cái dồi của ổng nè mọi người. Chú ơi, lúc đó là xuống cái nhà chỗ này nè. Đó. Có cái đó xuống đường này nè. Dạ, xuống đường này luôn. Ôi ôi. Hết thấy cái giò của ổng ra tới đây luôn. Ông vô nè. Ừ, cái dồi xuống tới đó đó mọi người ơi. Chú hai lên đó luôn. Chú hai leo núi hay quá. Mình mang đồ thì khó leo. Leo theo chú hai luôn. Ồ, ông lên tới chảnh rồi kìa. Ôi ôi, cái dồi của ông tuốt ở dưới cái vườn xoài bên kia luôn. Ôi ôi, cái chân của ông bài ra tới đây nè. Công nhận cái hòn đá này to thiệt luôn. Nè mọi người, nó không hút ở chảnh á. Đó, cái dồi ra tới dưới này nè. Con không dám lên này. Lên không có được đâu. Dạ. Chạy đó.
quá trời dốc rồi. Đúng quá dốc rồi, lên không được đâu. Có chú lên được chứ con là không dám lên. Vậy thôi, lúc mà còn sức mạnh khỏe. Vậy mà chú đó là mới có 25 tuổi. Đó. Vậy là chú ở trên đó mà chú đu đu dây xuống dưới này luôn. Ôi ôi. 25 tuổi. Ôi ôi. Lúc 25 tuổi. Dạ. Lúc đó sức khỏe thanh niên còn mạnh. 23 là cưới bả rồi. Dạ. Ở chỗ đó người ta ba đạn bắn gì nhóc giấu hết trơn đó chú. Là nó bỏ bơm á. Dạ. Máy bay nó bỏ bơm. B-52. Dạ. Hết thấy cái dồi cũng dồi lớn luôn. Mọi người theo chân mình với chú Hai qua cái dồi cũng dồi. Ở chỗ này sạch bon. Ở chỗ đó có đường đi hết vậy. Chỗ này hết đường đi rồi, có ở dưới đó đó. Đá nhỏ nhỏ này kê kê dễ đi. Chỗ này có đường mòn hết vậy nè. Chú Hai. Ui da. Ui da, cái ống quyển của bữa quết vô trong cục đá ăn cái. Thốn luôn. Đây. Có đường mòn chú Hai ơi. Cái này đứng cách xa cái dồi rồi. Mà nhìn thấy cái mặt ống rồi nè. Cái dồi ống chài xuống. Ra tới ngoài này luôn nè chú Hai. Đó, nó chỗ vườn xoài đó đó. Có đường đi. Đi thử rồi. Ở bên đây có mấy cái hòn đá. Công nhận người ta làm vườn sao người ta không có dọn cái vườn cho trống hết chú Hai. Rồi hết thấy rồi. Có nguyên cái hòn đá dài ở trên chỗ dọn voi xuống. Rồi, hết đường đi rồi. Hết thấy. Chỉ gọi được thấy cái mặt ống là rồi. Rồi mình đi đường này. Đường nào qua chú Hai? Ôi ôi. Xe nãy mình để đâu? Ở bên chỗ cục đá đó đó. Hai chú cháu đi khám phá.
công nhận cục đá ông tưởng nó lớn kinh khủng luôn. Tới xe. Đây là con tấn mã của mình đây dưới chú hai. Cổng mình dưới chú hai sáng tới giờ. Nó bị đề hết cháy rồi mọi người, đã đạp không à. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, đăng ký ủng hộ mình với chú mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều.